Hai, kính chào tất cả anh em. Mình là Ngọc Anh Shop. Hôm nay Ngọc Anh Shop sẽ review và giới thiệu đến anh em xem cổ bôi nóc 304 dành cho Bujin. Tất cả các dòng xe bên mình đều có. Thì mình cũng sẽ review và giới thiệu đến anh em xem các dòng xe bên mình đều có nha anh em. Đợt này mình về thì cũng số lượng thôi, thì hàng quá, bên mình thì cũng nhập số lượng để phục vụ cho anh em. Thì nhân tiện đây mình cũng xin giới thiệu và review đến cho anh em chất liệu, form cổ, các xe như thế nào nha anh em. Thì bây giờ mình xin bắt đầu đi vào video để giới thiệu và review đến anh em. Mình cũng có để mẫu một vài cây cổ bô, ví dụ như là cổ bô inox 304, đây là do E135. Đối với E135 mình có hai đời xe nha anh em, hai đời xe là E10 và E11, hay mình còn gọi đúng theo chuẩn tắc, chuẩn quy cách của hãng, đó là E135 4S là E10, E135 5S là E11, là đời từ 2011 cho đến 2014. Còn E4S là đời từ 2008 cho tới 2010 ha. Thì đây là form cổ của E10 nha anh em, form thẳng. Còn đây là form của E135 5S, E11 form cong nha anh em, đuôi cộp cong. Đó. Thì đây là cổ dành cho cổ quay. Cổ quay 2010, quay 110 nha anh em, form cong. Và một cổ quay là form thẳng. Mình cũng xin giới thiệu và review đến anh em, tức là chất lượng cổ vô nha. Thì cổ bên mình là đúng hàng inox 304, bao rỉ sét bảo hành cho anh em là 6 tháng luôn, đi hàng gắn cho anh em, nếu anh em nào gần thì cứ đem mang xa qua, thì bên mình cũng có hàng gắn cho anh em. Đó, đây là anh em mình khui nha, cổ vô inox 304. Đó, mình lấy nét nha anh em. Đó, anh em thấy không, đúng cái chất inox 304, dày, form dày, cổ dày. Thì đối với dòng quay thì anh em mình nhìn giống mình thì có hai loại thôi, form thẳng và form cong. Cái này mình gọi là thẳng thôi, nhưng mà tức là nó cái form này nè anh em là form hơi thẳng, còn cái này là dạng cong bầu, mà anh em hay gọi là cổ bô titan có bụng bầu á. Đó, thì tất cả các dòng này đều gắn được cho quay hết. Về size kích thước là cổ form 27 inox 304 nha anh em. Thường cổ bô zin của mình là nó chỉ là từ 21, 22 thì mình lên 27. Cái điều này làm cho công dụng thì thứ nhất trang trí xe sạch sẽ, sáng đẹp, ken. Thứ hai làm cho máy thoáng hơn, vừa tầm, chạy cảm giác nó bốc hơn nha anh em. Bốc ở đây là bốc vừa đủ, không hụt hơi, không ra vô, không hụt. Nè, thì cổ của E150, đây là form cổ của xe chia có cảm biến oxy. Xe chia rider dùng chung, winner sonic dùng chung, E150 là dùng riêng. E135 thì có hai đời, thì xe anh em nào có xe gì thì bên Ngọc Anh Shop đều có hết đó nha anh em. Đó, đây là form bên mình nha. Đối với dòng xe chia rider thì form size nó sẽ to hơn một xíu. Đây là 27, còn cái này là 32, 30 hoặc là 32 nha anh em, tùy anh em. Đó, trong Sirius, trong xe Sirius thì cũng có hai dòng Sirius Sanker và Sirius FI, thì bên Ngọc Anh Shop cũng có. Đây nha anh em, cổ này là dành cho Sirius FI và cổ này là Sirius Sanker. Sirius mình cũng có hai form nha, hai form dành cho hai xe khác nhau. Dày nha anh em, rất là dày luôn. Anh em nhìn đâu, inox 304 sáng len ken sà beng. Anh em nào có xe
muốn hàng cổ thì bên mình đều nhận làm. Đó, nói chung là tất cả dòng xe bên Ngọc Anh shop đều có. Mình cũng review sơ qua cho anh em xem chất liệu. Xe thì bên mình có, thứ nhất là quay rim dùng chung, quay rim 110 dùng chung. Quay 115, quay 110, quay 100, quay 100 thì dùng chung. Mình sẽ nói lại nha anh em để anh em dễ hiểu. Quay 100, rim, cúp dùng chung. Quay 110 thì có hai dòng. Quay A27 là cổ phơm thẳng, quay các đời khác thì phơm cong cong. Thì anh em nào chú ý thì phơm xe nào mình gắn phơm xe đó. 135, 4S, 5S, 10, 11, 150, Winner, Radar, Sachia, Sunic, bên Ngọc Anh shop đều có. Tất cả các dòng xe bên mình là đều bán cho inox, cổ inox 304 chính hãng, gắn bô zin. Còn anh em nào thích gắn bô tăng, bô độ, bên Ngọc Anh shop đều có nha anh em. Thì bô tăng, bô độ đây, đây là phơm cổ inox 304 hai khúc bên Ngọc Anh shop, đúng không? Đó. Thì nhân tiện mỗi clip video thì mình xin giới thiệu review shop của mình để cho anh em đều biết. Trước mắt anh em đó là mâm phuộc cầm đùm nền. Đó. Nền thì bên Ngọc Anh shop đều có Racing Boy, nền cao cấp Racing Boy chính hãng, đùm các loại, đĩa cũng các loại luôn. Đó. Bên đây thì Ngọc Anh shop bao tay những cái vật hàng dụng món ăn chơi thôi. Bao tay ta thắng IC, Mobin. Bên đây là dàn phuộc, đợt này phuộc thì bên Ngọc Anh shop sắp hết rồi, cho nên Ngọc Anh shop chưa có thời gian để trưng lên. Đó. Mâm thì có 5 cây, 8 cây Racing Boy đều có nha anh em. Do đợt này mình quay video hư vội nên mình chưa đem lên. Bạc đạn ở KF dành cho anh em nào muốn thay. Đó, bố thắng Racing Boy. Bên Ngọc Anh bán bố thắng Racing Boy chỉ có 45.000 một miếng một cặp thôi nha anh em. Tức là một vỉ như thế này là 45.000 dành cho một đủ một con heo. Anh em nào mòn thì đến Ngọc Anh sớm nha. 45.000 một miếng. Cực kỳ rẻ luôn. Phuộc thì nhân tiện đây mình xin giới thiệu đến anh em, đây là phuộc rách leo ti vàng mẫu vơ 29 của Boss. Thì bên mình đã săn bên Boss được một cặp thì vẫn bảo hành cho anh em xì dầu. Phuộc này gắn cho Sirius, Jupiter, Taurus. Quay rim thì đợt này Boss chưa làm lại, cho nên anh em quay rim đợi nhé. Đó, ngoài ra thì bên mình cũng có phuộc bình dầu mẫu Racing Boy VS màu tăng chỉnh, đúng không? Có 3 màu đầy đủ nha anh em, đen, vàng, đỏ. Thì anh em thích mẫu nào bên mình đều có. Nói chung bên Ngọc Anh shop bán phuộc là từ dòng Racing Boy Series cao cấp đến cao cấp. Bên mình đều bảo hành hết nha. Series bảo hành xì dầu 6 tháng, phuộc bình dầu bảo hành 1 năm theo chế độ công ty. Ngoài ra thì bên Ngọc Anh shop cũng có đây, nhông sinh dĩa rất leo. Bên mình về trữ rất là nhiều. Rồi thêm đầu đèn, đồ Yamaha chính hãng. Đồ Yamaha nha anh em. Đó, đây. Uma Racing. Quầy kệ của mình. Rồi cùm công tơ mét, cùm công tắc. Đó. Cùm tăng Uma, rồi kính sơ bắc, kính da Z. Đó, đồ Yamaha bên mình trữ đầy luôn nha anh em. Quầy kệ mình. Nhông sinh dĩa MCS 7 ly. Nhông sinh dĩa MCS 7 ly cắt size. Nhông sinh dĩa rất leo. Nhông sinh dĩa rất to. Bên mình đều có hết. Đó. Đó, phục vụ cho anh em. Lọc gió Uma cắt xe luôn. Thì đây là shop nhỏ của mình. Thì anh em nào cần đó, rổ xe bắt, rồi ba ga xe bắt kẹp đầy đủ. Thì anh em nào cần sản phẩm chi tiết thông tin liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh shop qua số điện thoại là 0985 443 051 để được tư vấn, cũng như là anh em cần thông tin về giá cứ điện thoại giúp mình. Đó. Mua hàng đừng tiếc cuộc gọi nha anh em, hoặc tin nhắn bên mình sẽ rep ngay. Cổ bô inox 304 dành cho các xe thì bên mình cũng chuyên giao nhận sỉ lẻ cho anh em, giá cả phù hợp phải chăng cạnh tranh thị trường. Đó. Ngọc Anh shop chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video. Kính chào tất cả anh em.